Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một món phụ kiện để chúng ta có thể dùng cho điện thoại, máy tính bảng hoặc là những thiết bị mà cần đến pin. Đó chính là sạc thương hiệu Anker, thương hiệu của Mỹ. Chúng ta sẽ bóc hộp nhé. Thương hiệu Anker là một thương hiệu của Mỹ với công nghệ IQ, công nghệ đi đầu trong lĩnh vực sạc di động hiện nay. Đây, các bạn có thể nhìn Anker có phím để thử xem báo dung lượng pin. Đây là điều kỳ diệu. Chúng ta có thể có cái jack cắm này đẩy ra, chúng ta cắm vào ổ điện ở tường thì nó sẽ biến thành sạc tường, và chúng ta khi sạc đầy, chúng ta gấp lại thì nó sẽ thành sạc di động. Đây là đèn báo pin. Đèn báo pin. Và đây là hai cổng sạc IQ, sạc thông minh. Sạc nó sẽ tự động nhận diện thiết bị tùy vào thiết bị mà nó điều chỉnh dòng sạc cho phù hợp. Công nghệ IQ, một cổng USB để sạc ngược trở lại cho pin. Nhưng tôi nghĩ cái cổng USB này hơi thừa vì chúng ta đã có cái này rồi. Và bây giờ tôi sẽ thử cho bạn xem nhé, là nó thông minh như thế nào nhé. Đây tôi có cái đồng hồ đo điện. Chúng ta sẽ xem. Và sẽ thử nhé. Đang báo 5,1V. Tôi sẽ thử cắm sạc. Pin còn 29% thì dòng sạc đó, các bạn nhìn thấy nó tăng lên là 1,6A, 5,1V đó, 5,1V, 1,4A đó. Đây là pin khi pin chúng ta còn 29%. Tôi sẽ thử sang cái bên này. 37%, 1,4A. Và tôi sẽ thử cái điện thoại có pin, dung lượng pin đầy hơn. Cái này là 70%, 70%. Thì dòng sạc báo bao nhiêu? Vẫn 5,1V. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là có 1,1A thôi. Đấy, 1,08, 1,1A. Đây chính là công nghệ thông minh. Khi mà thiết bị của chúng ta, điện thoại của chúng ta pin càng đầy thì nó sẽ giảm dòng sạc cho chúng ta để bảo vệ pin. Đây là một công nghệ tốt nhất bây giờ. Và chúng ta sẽ cắm vào. Khi chúng ta cắm vào điện, nó sẽ thành sạc thường. Nó sẽ thành sạc thường. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Đó, nó đang nháy này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy nó đang nháy đèn này. Đang nháy đèn. Nó đang sạc, tự sạc. Và bây giờ chúng ta cắm vào thì nó vẫn sạc. Bây giờ nếu chúng ta cắm vào, nó vẫn sạc như thường, vẫn sạc được cho thiết bị của chúng ta. Đó. Đó. Rất là hay, rất là thông minh. Với giá tiền khoảng 600.000 đồng thì tôi nghĩ đây là sự lựa chọn rất là tốt cho chúng ta, có thể dùng làm sạc dự phòng, mang đi du lịch, mang đi làm, nhỏ gọn và tiện dụng với hai chức năng dòng sạc thông minh IQ tự động điều chỉnh nhận diện dung lượng pin của thiết bị để điều chỉnh để bảo vệ pin. Video của tôi đến đây là hết. Nếu hay các bạn hãy like, share và subscribe kênh của tôi để đón nhận những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.